tiêu chí tìm trọ á, uầy, để tiên nhớ lại cái hồi đi học ngày xưa, tên tiêu chí ngày xưa là gì nhỉ? Hình như ngày xưa tiêu chí tìm nhà mình nó khá đơn giản, nó chỉ cần kiểu gần trường này, xong rồi nó rộng rãi thoải mái với ngủ được, thế là được. Thế nên nó chỉ cần thế thôi, đi học cũng không cần gì nhiều. Tiêu chí tìm nhà, thứ ba lúc đầu lên đại học thì ai cũng ngu ngơ và mình cũng là một trong số đó. Đây là mẹ mình tìm nhà cho mình mọi người ạ. Thực ra là với tùy từng thời điểm thì mình sẽ có một tiêu chí khác nhau, bởi vì tiêu chí nó sẽ đi cùng với mức tiền. Ví dụ như hồi năm nhất thì chỉ cần có một căn nhà để ở để chui ra chui vào thôi. Lên năm 2 thì làm ra điều kiện hơn thì làm muốn một căn nhà rộng hơn. Lên năm 3 thì làm nhiều tiền hơn thì lại muốn có căn bếp này, có ban công này, xong rồi giường tủ các thứ phải đầy đủ cả. Đấy thì nó sẽ thăng tiến dần. Tiêu chí tìm trọ của Mai Hoa là gì? Xanh, sạch, đẹp. Của mày? Có phải là tiêu chí chưa? Cái này là kiểu phổ biến ở trường ngày xưa ấy. Tiêu chí hiện tại của em là có phòng riêng, nhà rộng, view ban công kiểu... Sao mày không bước vào penthouse đi em? Từ bây giờ mày đã chuyển qua nhân vật rồi. Chắc là cũng phải tầm 4-5 lần chuyển nhà rồi ạ. Tại vì không ưng mấy cái căn trước, nhưng mà cái căn em đang ở là ở lâu nhất rồi. Còn mấy căn trước là em toàn tầm 2 tháng là em sẽ chuyển đi. Còn mình thì thực ra là mình chưa thuê trọ lần nào, bởi vì là khi mà mình lên đây thì mình ở với cả ông bà của mình luôn. Bởi vì ông bà mình lớn tuổi rồi thì thường là sẽ kiểu là các anh chị em trong họ thay nhau ở với ông bà để có thể vừa chăm sóc ông bà luôn. Kiểu là cũng gần các cô, các bác ấy, họ hàng mình ở trên này đấy. Thì cũng gọi là giúp đỡ mọi gia đình đấy, ở gần nhau, cái ấm cúng. Mình vẫn luôn hướng đến một căn nhà có ánh sáng đầy đủ, không khí trong lành thoáng mát. Nhưng mà mình vẫn đang ở bên Mạn Cầu Giấy. Và các bạn biết đấy, Mạn Cầu Giấy thì bây giờ người ta đang sửa đường với cả xây nhà rất là nhiều, không thể tránh khỏi những cái bụi bẩn đấy được. Và cái giải pháp của mình khi mà muốn lựa chọn một căn nhà giá cả hợp lý mà không khí rất là trong lành, đó chính là đầu tư một chiếc máy lọc không khí. Và cái máy lọc không khí mà mình đang sử dụng đó chính là máy lọc 4 Pro. Khi mà sử dụng chiếc máy này thì mình thấy là cái hệ thống lọc không khí của nó với công suất rất là cao. Ngoài ra thì khi mà sử dụng chiếc máy lọc không khí này thì mình còn thấy là nó có khả năng khử mùi và bụi bẩn. Như kiểu là mình là một người thích nuôi mèo này thì lông mèo mình đã bay tứ tung luôn, thì nó cũng có khả năng khử mùi cho căn phòng. Đồng thời thì nó còn kết nối với cả smartphone nữa, rất là tiện lợi cho các bạn nào mà muốn sử dụng những thiết bị thông minh như thế này. Còn với bạn nào mà muốn sử dụng một chiếc máy lọc không khí 4 Pro như mình thì các bạn biết mua ở đâu rồi đấy. Hãy liên hệ tới Cellphonet nha. À, có một sự thật là từ năm nhất đến năm đầu năm tư đại học chị chỉ ở một căn nhà thôi. Căn nhà ấy kiểu cũng khá là tuyệt vời, khá là lý tưởng, nên là chị cũng chưa chuyển nhà lần nào. Thật ra là em gọi là em chuyển chỗ ở nhá, chứ không phải là chuyển trọ. Em chuyển chỗ ở 2 lần, chuyển từ ký túc xá trường ra trọ. Mình 3 năm rưỡi thì mình chuyển nhà 5 lần. Nhưng có thể là 6, bởi vì có những nhà em chỉ ở 2 tuần thôi. 4 năm học đại học ở đúng một nhà, sau đấy thì đi làm ở thêm một nhà nữa, sau đấy thì mình mua nhà. Quá trình ngày xưa mình đi tìm nhà trọ thì nó kiểu nó cứ bị suôn sẻ. Mình đi tìm phát rằng một là có người tìm hộ, hai là mình đi xem cái nhà đầu tiên xong mình ở đấy luôn. Đó. Căn gần đây nhất thuê là mấy năm trước thì hình như là mình thuê một cái nó gọi là cái chung cư mini ấy. Hồi đấy hình như là 4 triệu một tháng. 4 triệu một tháng là tiền nhà không? Xong rồi thêm tiền điện, tiền nước linh tinh các thứ vào thì nhớ không nhầm là một tháng. Đây là nhớ không nhầm, nên là chung lâu lắm không nhớ lắm, nó khoảng chắc là một tháng trả tầm 4 triệu rưỡi 5 triệu à? Hình như thế, tầm đấy. Mình mới chuyển sang căn này. Thì căn này hiện tại mình thuê là 3 triệu rưỡi một tháng. Giá điện của mình là 3.000 rưỡi một số. Giá nước là 28.000 một khối. Dịch vụ chung bao gồm thang máy, xe cộ này, giặt là 70.000. Thì so với các căn nhà khác thì giá dịch vụ đấy rất là rẻ. Cái hồi đấy là em thuê là đang dịch, nên là kỳ kèo giảm xuống được 500.000 thì là giá thuê là 5 triệu. Còn... không, nhưng mà... nhưng không phải em ở một mình đâu, không phải em ở một mình đâu. Còn tiền dịch vụ thì vệ sinh chung là 20 này, tiền nước là 25.000 một khối à? Tiền điện là 3.800 thôi. Căn trọ đầu tiên trong cuộc đời của mình thì có giá rất là khiêm tốn thôi. 3 triệu rưỡi chia 3 người đấy, mọi người sống là tối giản và tiết kiệm đúng không? Không như ai đó sống nhà 5 triệu một mình đúng không? Thì giá ký túc xá của em ngày trước thì chỉ có 500 rưỡi một người thôi. Hiện tại thì mình đang ở một mình ở trọ và trọ của mình có giá là 3 triệu một tháng. Một tháng kiểu tất cả tổng điện nước của chị chỉ 1.700.000 thôi. Hiện tại thì căn nhà mình ở rộng khoảng tầm 25-30 m², thuê phòng với cả tiền điện nước sẽ xấp xỉ khoảng 4 triệu. Còn hồi xưa khi mà mình ở gần trường thì cái căn nhà đấy cũng khoảng tầm 30 m² là 3 triệu trong một tháng. Nhưng mà mình ở 3 đứa. Đấy mọi người ạ. Kỷ
niệm đáng nhớ nhất khi mà ở trọ, đấy là cái đợt đi học đại học thì mình ở cùng bà chị, bà nói chung là bà xuống đại học trước, xong bà tìm nhà, thế là hai chị em ở chung một cái nhà đấy. Sau đấy mình vào mình ở xong khoảng mấy năm, nhiều khi nhiều hôm mình cứ thấy sao chảy sao mà cái nhà này ông chồng ông toàn nửa đêm mới về, toàn nửa đêm 3 giờ sáng. Yeah, mở cửa chú. Em bắt đầu thì cũng thấy nó bình thường, xong rồi đến một hôm nào đấy kiểu mình đi học thì mình đi trên tầng xuống, xong đi qua cái cửa phòng của ông chủ nhà. Các bạn biết tôi nhìn thấy cái gì không? Tôi thấy một cái phở. 4 năm học tôi đã ở nhầm nhà gangster. Là những mà nó mối tình của mình mọi người ạ. Nó rất chứa bao nhiêu cái kỷ niệm của mối tình của mình. Mình ở cái nhà đấy đúng 1 tháng. Và trong 1 tháng này nó diễn ra tất cả mọi thứ cung bậc trong một mối tình. Từ tỏ tình, yêu nhau xong rồi chia tay. Cái đấy rất là vui nhá. Bởi vì thậm chí là hồi đấy bạn ấy rất là chịu khó, nhà bạn ấy ở Linh Đàm. Còn nhà mình ở gần cầu Thăng Long. Mà bạn ấy sẵn sàng đi Grab đến nhà mình để gặp mình. Người kết thúc mối quan hệ là mình. Sự cố lúc đấy là hôm đấy là em là đấy em ở cùng dì em, thì dì em hôm đấy đang rất là vui tươi nấu gà cho em, rán gà cho em mà em rất thích gà, là đang mày phải kể tập trung mày ở đây từ không ai quan tâm đến cái câu chuyện mày thích gà. Sau khi mình rán xong thì có để cái chảo ở dưới đất và không hiểu là bằng một cách nào đấy mà mình đã đi qua mình dẫm luôn một cái chảo dầu đấy một chữ rồi, và mình đã phải băng bó chân trong khoảng 2 tuần chỉ vì dẫm chân vào chảo dầu. Không quan đến gì đến chuyện mà mày thích ăn gà thôi, cần cung cấp thông tin lên làm gì. Cái đấy là đáng nhớ nhất. Còn có một hôm thì đang ngồi tự nhiên có một anh ở đấy đưa chảo dưa vào trong phòng cho em. Thế là gì em tưởng kiểu biến thái đấy. Thế là gì em ra combo với cả... Có bát. Thực ra là Hải Dương cũng sử dụng những cái từ ngữ như là người giới kinh bình thường thôi. Còn này thì mình không biết. Nên là cái từ combo. Cái việc mà đi tìm trọ của mình ý, từ hồi ra từ Hà Nam ra Hà Nội ý, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì bạn mình tìm random trên một cái hội nhóm nào đấy trên Facebook và tìm ra luôn và mình ưng luôn. Lúc mà mình đi tìm nhà thì là mình đã ưng căn đấy rồi và mình hẹn chị đấy là: chị ơi ngày mai thì em muốn sang xem nhà được không? Chị ok. Xong rồi đêm hôm đấy có tin là Hà Nội lockdown mọi người ạ. Thế là mình đã phải đợi trong vòng 1 tháng. Một tháng sau thì lại chuẩn bị hết lockdown ấy, thì mình cũng nhắn tin với chị đấy là: chị ơi hãy giữ lại cho em phòng đấy nha để em sang xem. Nhưng mà trong đêm đấy lại tiếp tục một lần nữa lockdown lần 2. Đấy, và tiếp tục trải qua 2 tháng ròng rã, cuối cùng mình cũng đã được đi xem căn phòng đấy. Nhưng mà khi mà đến nơi thì chị bảo là: em ạ, chị xin lỗi, căn phòng này có người thuê rồi. Thật sự luôn ấy, mình đã đợi 3 tháng để thuê được một căn phòng. Đây sẽ là một lời khuyên cho những bạn sinh viên thương mại, mà đặc biệt là những bạn năm nhất. Các bạn nên tránh những khu gần trường. Càng gần trường thì nó càng không an toàn và bị mất trộm cắp rất là nhiều. Bởi vì là thật ra là được cái là lúc mà mình ở cạnh trường ấy, mình khá là may mắn. Bởi vì là mình ở trong cùng với cả chủ nhà, kiểu như ở chung chủ ấy. Tuy là cái việc chung chủ đấy nó khá là bất tiện, kiểu như là các bạn bị giới hạn giờ giấc nhá. Các bạn muốn lên phòng mình các bạn phải qua nhà chủ ấy, gặp chủ các thứ suốt ngày luôn. Nhưng mà bởi vì là mình là con gái đúng không, cho nên là cái việc mà ở chung chủ thì nó sẽ tránh được cái việc mà trộm cắp này, hoặc là tránh việc được là cái người khác người ta lên phòng của bạn. Bởi vì cái nhà chủ của mình là có một cái kiểu xây một cái khu là ở cùng chủ thì nó sẽ an toàn hơn so với khu đằng sau là cũng vẫn là của nhà đấy nhưng mà không cùng chủ ấy, thì trộm cắp kiểu liên miên luôn. Bản thân mình là một người không thích cái sự ồn ào ấy, thế nên là mình sẽ lựa chọn những cái khu mà ít sinh viên. Ở những khu đấy thì nó sẽ kiểu yên bình hơn ấy. Tuy nhiên thì lúc đấy cái khu đấy thường là những khu mà dân văn phòng họ làm, thế nên là mức giá nó cũng sẽ cao. Lời khuyên mình dành cho những bạn sinh viên mới lên trường thì các bạn cứ tìm những căn nhà gần trường đi. Có thể là nó sẽ hơi cao một chút so với mặt bằng chung, nhưng mà cái độ tiện lợi nó là trên hết vào thời điểm đấy. Còn sau khi các bạn tự chủ về phương tiện đi lại này, về phần kinh tế thì các bạn có thể tìm những cái option khác nó phù hợp hơn, yêu thích hơn. Kinh nghiệm thì cũng không có kinh nghiệm gì nhiều lắm, bởi vì tính từ cái lúc hồi mình đi học đến bây giờ là mình mới thuê, mình ở đúng 2 nhà thôi. Nhưng mà nhất là mình đã ở qua cả hai cái thể loại, một là ở chung chủ và hai không chung chủ. Ở chung chủ thì có một cái bất tiện đấy là đi về sớm phải đi về muộn, tránh kiểu nửa đêm còn kẹt cửa người ta nghe, người ta phàn nàn các thứ. Còn cái thứ hai là nếu như mà các bạn ở những cái nhà nào mà các bạn ở một mình ấy thì chúng ta sẽ phải chú ý, thứ nhất là an ninh này, thứ hai là những cái giá tiền liên quan, ví dụ như là tiền điện, tiền nước các thứ tính như thế nào, tiền internet tính như thế nào, hỏng hóc các thứ thì liên hệ ai sửa các thứ đó. Thì đó là một vài những cái kinh nghiệm của mình. Còn nếu như mọi người không muốn đau đầu thì có một cái giải pháp rất là hay: mua nhà đi.
trước khi mà đi tìm trọ ấy thì list ra cho mình nằm vùng nhiều vào và nhớ là phải hỏi giá dịch vụ, tại vì đôi khi là có nhiều chỗ giá phòng khá là rẻ nhưng mà đến lúc mà thuê thì mới biết là cái giá dịch vụ người ta độ lên rất nhiều. Còn mình thì mình nghĩ là nếu như mà mình đi năm tới mà mình đi tìm nhà để thuê ấy, thì chắc chắn là đầu tiên là mình sẽ định là mình sẽ thuê chung cư thì kiểu là an ninh rồi các thứ nó cũng sẽ tốt hơn đúng không? Tiếp theo là nó nên gần, tức là anh cái này anh không biết mọi người nào nhưng mà với anh thì anh thường là thích ở gần với cả thứ nhất là công ty, trường học. Tiền thì mình nghĩ là cứ vừa với cả túi tiền của bạn, tức là mình nên phân khoảng cái thu nhập của mình hàng tháng ra để xem mình có thể chi bao nhiêu tiền cho việc thuê nhà. Với mình thì mình nghĩ là nếu như mà mình sau này ở với em gái mà mình thuê một căn thì chắc là khoảng từ tầm 8 đến 10 triệu. Có vẻ đấy là mức em thấy ok, hợp lý cho một căn nhà mà hai anh em ở với nhau cũng kiểu đầy đủ tất cả những cái cơ sở vật chất trước rồi. Nói chung là cứ thuê rồi mới biết được xem rằng là chỗ đấy như thế nào. Ví dụ Mai Hoa đấy các bạn, thuê không hợp là 2 tháng sau chuyển đi liền à. Hoặc là các bạn có thể ở với người yêu Mai Hoa nhỉ? Không, không em nghĩ là không nên ở với người yêu đâu. Why? Tại vì kiểu không, tại vì em sợ không bảo vì sao nên là thôi ở với bạn cho vui. Mà nhưng mà sợ. Ok, đấy là những cái quan điểm của mình về việc thuê trọ. Các bạn có những cái kinh nghiệm, những câu chuyện hoặc những cái quan điểm như thế nào hãy comment ở phía bên dưới bọn mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.